Thưa quý vị, theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 12 tháng 5 năm 2023 đến nay, ở huyện Công Plong thuộc tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra động đất với tần suất 2-3 lần mỗi ngày. Trong đó có ngày 2 trận động đất cách nhau chưa đầy nửa tiếng. Trận động đất mới nhất xảy ra tại khu vực huyện Công Plong vào lúc 1 giờ 22 phút 13 giây rạng sáng 18 tháng 5, mạnh 3,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Sau đó vào lúc 4 giờ 13 phút sáng cùng ngày, tại khu vực này lại tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đáng chú ý, từ ngày 12 tháng 5 đến nay, ngày nào khu vực này cũng có từ 2-3 trận động đất. Riêng ngày 17 tháng 5, tuy chỉ có 2 trận động đất, nhưng 2 trận chỉ cách nhau chưa đến nửa tiếng. Trong đó trận thứ nhất xảy ra lúc 21 giờ 6 phút 11 giây, mạnh 3,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận thứ hai xảy ra lúc 21 giờ 33 phút 18 giây, mạnh 4 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Đây cũng là trận động đất mạnh nhất trong số hàng chục trận động đất xảy ra từ đầu năm đến nay ở Công Plong. Tất cả các trận động đất ở Công Plong đều có độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.